Chủ đề hôm nay sẽ là: bạn đang trong mối quan hệ và người này có thật lòng với bạn hay không? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vậy đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Sau đây là trải bài của các bạn. Và đối tượng xem trải bài là những bạn đang trong mối quan hệ và bạn đang thắc mắc rằng liệu người này có thật sự yêu thương bạn hoặc họ có những suy nghĩ gì đối với bạn hay không. Thì xảy ra đây là trải bài của các bạn. Các bạn có lá bay ập cúp và các bạn cũng có lá The Tamarind. Kế đến nữa là các bạn có lá The Empress. Và khi trong trải bài xuất hiện lá bay ập cúp thì đây là một dấu hiệu rất là tích cực về mặt tình cảm và cảm xúc được nhận trong một trải bài Tarot. Lá bài cũng thể hiện cho thấy là một cái người nào đó có vẻ nhỏ tuổi hơn bạn đang đến với bạn kèm thêm một thông điệp gì đấy. Người này đến ngay cái thời điểm mà bạn đã thấy cái mọi việc rất là tồi tệ rồi, có thể trong một thời gian rất là dài. Nhưng mà sự xuất hiện của lá bài này cho thấy rằng bạn có lý do để hy vọng và mong đợi một tương lai tích cực hơn. Cho dù bạn là ai, bạn đều có sự lựa chọn cho tình cảm của mình. Cuộc sống có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng nhiều khi cái thay đổi đó sẽ hay hướng tích cực. Nếu bạn không có hài lòng với cái hiện tại của mình, hãy biết rằng mình vẫn đang nắm giữ chìa khóa để thay đổi được nó. Và có một người trẻ tuổi hơn, có thể là chỉ trẻ hơn bạn vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. Đây là một phần trong viễn cảnh tình yêu của bạn. Bạn hãy nhớ rằng tình yêu không có phân biệt tuổi tác, cho nên đừng xem nhẹ bất cứ ai dù người đó là trẻ hơn bạn nha bạn. Lá bài này trong ngữ cảnh tình yêu là ai đó đang muốn nhanh chóng gây ấn tượng với bạn, và bạn hãy cho họ một cơ hội nhé. Và nếu như có một cái sự quyết định bởi một ai khác, thì xuất hiện của lá bài này nói rằng đây là cái thời điểm gần kề. Bạn đừng có quá suy nghĩ, bạn hãy say yes nếu như có sự đề nghị nào đó từ họ. Và bạn sẽ có tin tức bất ngờ, cảm xúc bất ngờ hay là cảm hứng từ một cái lời mời nào đó, tiềm năng cho những lời cầu hôn lãng mạn rất có thể là xảy ra nha các bạn. Và cái người này là một cái người rất là trẻ tuổi, có sự quyến rũ, rất là phong cách, do đó đang biểu hiện là bạn đang có sự trưởng thành về mặt cảm xúc, cho nên bạn phải trở nên từ bi và tình cảm hơn. Nhưng mà bạn phải lưu ý rằng bạn cần phải lãng mạn hơn, sâu sắc hơn và sẵn sàng làm theo trái tim của mình. Và muốn hiện thực thành công thì các bạn phải làm cho họ biết được điều đó, và bạn phải nắm bắt cơ hội, hãy cho họ biết rằng bạn quan tâm tới mối quan hệ này. Và lời cầu hôn từ một người trẻ tuổi là thật sự có thể xảy ra nha các bạn. Tuy nhiên trong trải bài của bạn xuất hiện cái lá bài Tamarind này thì nó cho rằng giữa bạn và cái người này đang có một số quan điểm không có đồng thuận với nhau. Do đó, để đảm bảo sự cân bằng trong mối quan hệ và đảm bảo cho mối quan hệ này tiếp tục phát triển, hai bạn cần phải tìm ra thử xem mối quan hệ của các bạn đang thiếu cái gì và cùng nhau tìm giải pháp cho việc đó. Và bạn ghi nhớ rằng tình cảm là nơi các bạn có sự lòng tin giữa nhau, các bạn đem giá trị thật sự cho nhau, các bạn đem sự thoải mái và các bạn đem sự bao dung yêu thương thực sự đem vào tình cảm này, thì tình cảm này mới phát triển bền vững được nha các bạn. Bạn đừng có đặt tiêu chuẩn quá cao hay là tiêu chuẩn quá thấp, cái điều gì cũng dẫn đến cho các bạn sự thất vọng hết á. Đừng có kỳ vọng và mong muốn thật nhiều để rồi chúng ta bị thất vọng. Do đó mình phải giữ ở vị thế cân bằng, tiếp tục gieo yêu thương, gieo sự bao dung, gieo sự thấu hiểu, thì từ đó tình cảm giữa bạn và nữ kia sẽ được mở rộng cảm xúc, tình yêu của bạn sẽ sớm nảy nở và bản thân của bạn sẽ nhận được tình yêu thật sự từ người này. Bởi vì người này là một người trẻ tuổi, họ có niềm tin và sự yêu thương bạn thật sự. Do đó, cái việc mà hai người có thể trở nên một cặp vợ chồng sau này là một điều rất là có thể xảy ra, bởi vì lá bài của họ chính một lá bài, một lời cầu hôn thật sự đang gần kề đến với bạn. Và điều bạn cần phải làm ngay lúc này là các bạn phải đem sự bình yên và bình tĩnh cho đời mình.
Bạn phải giữ được sự cân bằng và hài hòa trong nội tâm. Từ đó bạn sẽ có đầu óc sáng suốt, nhìn mọi thứ một cách là khách quan, để chúng ta phải không đi vào lối mòn của sự nghi ngờ, của sự không trung thực, của sự không tin tưởng người yêu mình. Và dù có chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng phải bước tiếp trong cuộc sống với một thái độ rất là tích cực và thanh thản nhất có thể. Tốt nhất là các bạn phải tôn trọng những gì mà họ muốn làm, để cho họ thể hiện bản thân mình khi có thể. Sự tôn trọng và tin tưởng là một điều tiên quyết trong tình cảm của cả hai. Và đây là cái thời điểm tình yêu đầy hứa hẹn sẽ đến. Người mà bạn đang tìm kiếm đã tìm đến bạn. Hãy chú ý, mọi thứ đang rất hứa hẹn nha các bạn. Và hiện tại cái mối quan hệ của bạn sẽ trở nên rất là ngọt ngào, sâu sắc hơn và sẽ rất là trung thực với tất cả những lý tưởng bạn mong muốn từ xưa giờ. Và bạn phải tin vào trực giác của mình, cố gắng giữ cho mình ở năng lượng cao nhất, năng lượng dương, không cho mình đặt ý niệm là năng lượng âm. Khi đó bạn sẽ kéo cho cuộc sống mình xuống thêm một cái năng lượng rất là thấp, bởi vì cái tiếng nói bên trong của bạn, cái nội tâm của bạn sẽ quyết định cái thế giới bên ngoài của bạn ra sao. Tình yêu sẽ có nếu như bạn có tình yêu với bản thân, biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Và chú ý rằng bạn đừng cho mình bị lôi kéo vào những cuộc xung đột của người khác, để những vấn đề nhỏ làm bạn bị mất thăng bằng. Thay vào đó, bạn hãy thích ứng với tình huống, với trí óc minh mẫn và trái tim bình tĩnh, và giữ thăng bằng nhất có thể. Về tình yêu thì đây là lá bài rất tốt mà bạn có thể nhận được, bởi vì sẽ cho thấy sự cân bằng hoàn hảo về tình yêu. Đây là dấu hiệu cho thấy cả hai sẽ giải quyết được mọi vấn đề đang kìm hãm là mối quan hệ của cả hai, để cùng nhau tiến về phía trước. Và thông điệp của lá bài là bạn phải học cách cân bằng các lĩnh vực khác trong cuộc sống, để nhường chỗ cho một người bạn yêu thương bước vào cuộc đời của mình. Và khi lá bài The Em Đẹp này xuất hiện, thì chứng tỏ là trong tương lai rất gần, các bạn sẽ thể hiện được là mình là một người rất hòa hợp trong hôn nhân và củng cố tình yêu và hy vọng bắt đầu cho cuộc sống gia đình mới đang xuất hiện rất là nhiều nha các bạn. Vì đây là lá bài tượng trưng cho tình yêu, sự hòa hợp, sự sáng tạo, cho vẻ đẹp và sự duyên dáng. Nó còn có khả năng là biểu tượng cho sự sinh sản. Đây là một lá bài nói về cái tương lai là một khả năng sinh sản làm mẹ, gợi cảm rất là nhiều nha các bạn. Đây là một lá bài nữ tính và tình mẫu tử. Nó là một trong những lá bài khai ngén mạnh nhất trong bộ bài của Tarot. Nếu bạn là một người mẹ thì bạn thực sự bước vào cuộc sống của chính mình và tìm thấy sự thỏa mãn trong việc chăm sóc con cái của mình. Nếu là bạn người cha thì đây là một cái việc khuyến khích bạn xây dựng cái mối quan hệ giữa bạn và con cái, và cho chúng thấy được là khía cạnh nuôi dưỡng của bạn trong mối quan hệ này, tình cảm cha con sẽ thêm gắn kết. Và ngay cả nếu bạn hiện tại chưa phải là cha là mẹ, thì lá bài này nó cũng xuất hiện với thông báo là bạn nên xây dựng cái mối quan hệ giữa mình và những người khác trong gia đình, lắng nghe trực giác của mình, bởi vì đó bạn sẽ khám phá được những cảm xúc. Khi đó mọi người sẽ thu hút bởi bạn, đặc biệt là những người cần sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và sự nuôi dưỡng mà bạn có thể cung cấp đến cho họ. Trong suốt 3 cái lá bài này, mình thấy là tất cả lá bài đều thể hiện sự tích cực trong tình cảm. Đây là chỉ ra rằng một tình yêu, một sự lãng mạn đang thực sự đến gần với bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn đang trong mối quan hệ cam kết, thì đây là một điều cho thấy là tình yêu của bạn sẽ trở nên sâu sắc, yêu thương và tình cảm hơn. Đây cũng là một cái chỉ số chứng tỏ là sự hòa hợp về tình dục của hai người rất là tốt nha các bạn. Nếu các bạn đang trong mối quan hệ gắn kết thì dấu hiệu là cái sự mang thai rất là mạnh mẽ. Vì vậy nếu các bạn chưa sẵn sàng cho vai trò làm cha làm mẹ thì hãy có biện pháp phòng ngừa thích hợp, vì dễ có con trong thời điểm này lắm nha các bạn. Thì tổng kết lại là đây là một cái thời điểm mà bạn sẽ thấy hạnh phúc nhất trong đời bạn, và người đến với bạn là có người có thể trẻ tuổi hơn bạn, dù trai hay là gái. Bạn có sự hài lòng về chính mình, mối quan hệ gia đình và tình yêu sẽ bền chặt, tình yêu đang tràn ngập xung quanh bạn, dường như có rất nhiều hoạt động về tình cảm. Nó bảo đảm là cái mối quan hệ đang cam kết trở nên rất là sâu sắc và ý nghĩa hơn. Sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Sự chữa lành bên sâu nội tâm của bạn. Trái tim của bạn đã sẵn sàng chữa lành những cái kinh nghiệm đau buồn trong quá khứ.
Đây là cái thời điểm bạn phải toàn tâm toàn lực cho thời gian và năng lượng của mình để chữa lành những đau buồn trong quá khứ và tiến tới trong tương lai. Mình xin chúc mừng các bạn, đây là trải bài thật sự rất đẹp cho những các bạn đang trong mối quan hệ cam kết, và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.